Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh quay trở lại với kênh review Transformer viên của mình nhé. Mình là Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ review một cái con hàng chính hãng. Con này có lẽ là con hàng chính hãng thứ ba của mình. Thực sự là mình rất ít con hàng chính hãng, đa số là hàng KO và hàng thứ ba thôi, hãng thứ ba thôi. Thì con này là con hàng chính hãng. Thì nó là của Studio Series, hàng chính hãng đấy các bạn. Thì chung cái con này là cái con Blitzwing, Blitzwing trong phim Bumblebee. Thì thực sự là mình đánh giá cái mô hình này rất là đẹp. Thực sự nó đây các bạn nhìn từ phía trước trực diện này. Nó rất là đẹp. Nó gần như là có thể nói hơi quá là pa thu nhỏ. Thì thực ra là mình đã sơn lại rồi các bạn nha, mình đã sơn thêm chi tiết cũng như là custom một số chỗ để cho nó đẹp ấy. Nói chung là nó không, đây bản gốc không phải như này đâu, bản gốc nó sẽ không được màu sắc cái thứ như này đâu. Đây là mình đã sơn thêm rồi. Thì mình cũng chỉ cho các bạn luôn là mình đã sơn như thế nào. Thì mình cũng sơn thêm, nhấn thêm các cái viền màu đỏ này, một số chỗ mà lúc đầu ở bản gốc nó không có. Và mình dán thêm một số các cái đề can nước ấy, ở những chỗ như thế này này. Đó, để cho nó đẹp. Đó, mình dán thêm cho nó đẹp. Đấy, thì nó sẽ chi tiết hơn, trông nó chi tiết hơn, đẹp hơn. Mà thực ra đẹp hơn hay không thì tùy mắt mỗi người thôi. Nhưng mà mình tự làm như thế này thì mình cảm thấy là cũng ok, cũng đẹp. Đó, và đây này, cái chỗ mồm, hai bên mồm của nó nữa này là màu đỏ đấy, mình sơn thêm màu đỏ. Lúc đầu nó là màu vàng đó, đấy là dưới cổ nó cũng sơn thêm một ít đỏ nữa để cho nó chi tiết mà. Đấy, còn cái đế này thì là cái đế của con MT01 đó, bỏ ra ngoài rồi. Thì nói chung là về phụ kiện của nó ấy, phụ kiện của cái con SS này thì nó sẽ có một cái súng như thế này. Đây, mình đang gắn ở tay đây. Đó, súng này xuất hiện trong phim lúc mà chiến đấu với Bi đấy. Đó, thì nó sẽ có một cái súng như thế. Đó, thì mình sẽ tháo cái súng này ra. Rất là chắc. Đó, nó là cái súng như thế này. Rồi. Và cái vũ khí mà nó khiến cho Bi bị mất đi giọng nói, đó chính là cái mũi khoan như thế này, chọc vào cổ của Bi. Đó, đó là hai món vũ khí. Và cái bàn tay của nó thì lúc mà mình lắp cái kim này vào thì mình sẽ tháo cái bàn tay ra và lắp tạm vào lưng đây. Đó. Bây giờ thì lúc tháo cái mũi kim ra rồi thì chúng ta sẽ lắp lại cái bàn tay của nó. Đó. Thì đây. Nó sẽ như thế này. Và các bạn thấy là nó khá là không phải là nhỏ nhưng cũng không phải là quá to. Nó là size, sẽ gì nhỉ, size Voyager, size tầm trung ấy. Đây mình sẽ xem là nó cao bao nhiêu. Nếu như chúng ta mà đo đến cái tầm cánh của nó dựng lên như thế này thì nó sẽ cao 19 cm, nó sẽ cao 19 cm. Còn nếu như chỉ đo đến đầu ấy thì nó cao khoảng 17 cm đó, 17 17,5 gì đấy, tầm đó đấy. Thì nói chung là cái những cái dòng của Studio Series này thì ở những cái dòng size bé thì nó sẽ không có khớp nảy gì cả. Vì vậy là tất cả các cái khớp này nó chỉ là khớp đinh tán thôi. Đó, nó nhưng mà tuy nhiên là nó khá là zip, mà hơn nữa thì hàng chính hãng thì các bạn biết là nó rất là bền. Nhựa nó rất là tốt. Đó. Chúng ta không phải lo quá về cái việc là dễ gãy hay không. Thực sự là đó. Bầu nhanh cũng được cái thế super hero, hero landing. Đó. Như vậy. Đó, rất là đẹp, thực sự là rất là đẹp. Nói là ba thú nhỏ cũng cũng không quá lắm. Rồi, về cái con này ấy, thì nó sẽ trang thành cái máy bay. Và lúc đầu xem cái trailer quảng cáo ấy thì mình cũng đã nghĩ là con này là Starscream, nhưng mà nó không phải, nó là Blitzwing. Rồi, thì về mặt sau mình sẽ chỉ cho các bạn xem là mình cũng đã có sơn thêm màu đỏ ở phần này. Tại vì thực tế là mình cũng xem ảnh của nó thì để xem mình sẽ sơn như thế nào để cho nó sát phim nhất đi. Thì đúng là đằng sau lưng cái viền này của nó sẽ có đỏ như thế này. Đó. Cho nên là mình cũng sơn thêm là đúng. Đó, và những cái chỗ này cũng đỏ. Đấy. Đó. Cũng khá là đẹp. Nói chung là mình tự thấy là mình custom cũng không đến nỗi tệ lắm. À, nhưng mà tuy nhiên có một cái các bạn chơi lưu ý ở con này nha. Và mình đã bị gãy rồi. Thực sự là thế. Đây. Các bạn sẽ thấy là có một vết nứt ở đây.
Đó, mình đã phải 502 rồi. Đó, đã phải 502. Tại vì sao? Tại vì chính là cái chỗ khớp này này. Các bạn nhìn này, nó sẽ có một cái đoạn G ở đây, tức là cái giới hạn khớp của nó là chỉ được đến đây thôi. Đấy, các bạn hiểu không nhỉ? Tức là cái giới hạn khớp này nó chỉ xoay đến đây thôi, vì nó có cái G này. Đó, nhưng mà mình cứ không cứ cứ nghĩ đó là chỉ là một khớp, chúng ta có thể vượt qua được cái ngưỡng đó. Cho nên là mình đã cố bẻ, mình cố gập cái này lên. Đây này, mình cố gập cái này lên, gập này lên. Các bạn hiểu ý mình nhỉ? Mình cố gập cái này lên nữa, tại vì cứ nghĩ là chỗ này có một khoảng như này nó sẽ gập được nữa lên ấy. Nhưng mà thực ra là nó không gập lên được nữa, nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Thì mình lại cứ cố ấn, thế thành ra là nó sẽ đẩy ngược lại. Nó như một cái đòn bẩy ấy, mình ấy này xuống thì nó sẽ bẩy lại đằng sau này ra, và chính cái thanh tinh tán nó xuyên qua đây thì nó chính là cái đòn bẩy nó khiến cho chỗ này bị nứt ra. Đó, các bạn lưu ý nha. Đừng để mắc phải sai lầm như mình thì nó sẽ bị nứt gãy, như vậy là không được hay cho lắm. Đó, nhưng mà tuy nhiên mình cũng 502 lại chắc chắn rồi, không lo gì nữa. Rồi thì con này nó là máy bay, cho nên bây giờ mình sẽ transform thành máy bay cho các bạn xem. Cũng đơn giản thôi. Transform cũng khá là easy. Rồi thì mình sẽ trước tiên là chúng ta sẽ transform cái phần chân của nó. Chúng ta sẽ gập cái này lại này. Bước đầu tiên là gập luôn hai cái phần mũi bàn chân này lại. Thực sự làm rất là đẹp, xa phim đấy này. Cái mũi bàn chân xong bánh xe đây cũng khá là sát. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tách cái phần này ra. Đó, xoay lại này, xoay lại, duỗi cái này ra. Đó, cài vào đây. Rồi sau đó thì cái phần cái này chúng ta sẽ xoay đằng trên như thế này. Đó, như vậy là được một bên. Đó, chỉ như vậy thôi. Thì tiếp theo đến cái bên chân bên này, chúng ta tách cái này ra. Đó, rồi và rồi chúng ta xoay lại này. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn luôn hai cái này vào. Nó sẽ có cái chỗ khớp ở dưới này, chúng ta gắn lại. Đó, như vậy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tháo hai cái tên lửa này ra. Tại vì tên lửa này thì nữa là sẽ gắn ở bên dưới, dưới cánh cơ. Ở dạng robot thì chúng ta sẽ lắp như này, nhưng mà lúc mà ở dạng máy bay thì chúng ta sẽ lắp ở bên dưới. Cho nên là chúng ta tháo ra. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ lựa để chúng ta sẽ tháo cái phần cánh này ra này. Đây, nó sẽ có hai cái điểm G kết nối ở đây. Đây. Đó là như thế, đơn giản thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn cái đầu này xuống này. Cái đầu này nhá, mình lưu ý các bạn một chút là thực tế thì chúng ta sẽ ấn hẳn nó xuống như thế này cơ. Đó, nhưng mà như vậy thì mình thấy nó sẽ kiểu cổ hơi ngắn ấy, và nó cũng không được linh hoạt cho lắm, cho nên là mình đẩy cái cổ này nó cao lên này. Đó, kiểu như vậy nha các bạn nhé. Nhìn ngang nó sẽ hơi thô, nhưng mà nhìn trực diện thì có lẽ là sẽ đẹp hơn. Đó là như vậy. Đấy, nhìn ngang nó sẽ hơi thô đấy, nó sẽ bị hở ra một khoảng như này. Đó. Rồi. Thì chúng ta sẽ kéo cái phần tay lên như vậy. Cái phần đầu này chúng ta cất vào trong này luôn. Chúng ta xoay đầu lại này. Xoay đầu lại và gập vào trong này. Đó, xong nó đóng này lại. Rồi thì cái phần này chúng ta kéo xuống. Đây chính là cái phần đầu máy bay. Chúng ta sẽ bẻ này lên và xoay lại luôn. Đó. Rồi tiếp theo, cái phần này bung ra rồi. Rồi, cái phần này nha, chúng ta sẽ chỉnh cái tay này một chút thì nó mới lắp được. Đó, hai cái phần hông này này, mình lúc ở dạng robot ấy thì mình có kéo nó ra như này cho nó đẹp đó, nhưng mà ở dạng máy bay thì chúng ta sẽ phải ấn nó sát vào nha các bạn nhé, sát nó vào đó. Hai cái phần ở đằng sau cái cánh tay này chúng ta sẽ xoay lại này. Đó, rồi. Và tiếp theo là chúng ta hạ cái phần này ra. Đó, sau đó chúng ta ấn xuống. Hai cái phần cánh này xoay ra. Rồi, chỗ này thì chúng ta chỉ lựa một chút thôi là được. Đây, nó chính là cái phần hai cái bàn tay này.
mà bên dưới nó có cái phần lớp cánh như thế này này. Đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ phải lựa một chút để sao cho mà nó đưa được vào cái phần rãnh này. Đó, nó chính là hai cái này đưa vào cái phần rãnh này là cơ bản là xong. Đó. Có lẽ chúng ta nên đưa lắp trước như này thì nó sẽ dễ căn hơn. Đó, các bạn vẫn phải lưu ý cái phần này nhá. Các bạn là mình bị gãy rồi cho nên mình thấy khá là ghê. Đó, chúng ta sẽ xoay tay như vậy trước, sau đó chúng ta mới đặt cái này vào. Đó, như vậy thì đúng hơn. Như vậy thì đúng hơn, chúng ta sẽ lắp được dễ hơn. Đó, như vậy là xong luôn, nó khít luôn. Đó, nó sẽ khít luôn. Đây có hai cái logo đi set cần mình dán lên đây cho đẹp. Đó. Rồi, thì bánh hai bánh sau sẵn đây rồi, chúng ta chỉ kéo cái bánh ở đây nữa xuống là xong. Đó. Thì đây chính là dạng máy bay. Và mình gắn thêm cái này nữa. Hai cái quạt tên lửa của nó. Rồi. Như vậy là mình đã transform xong. Đây chính là cái dạng máy bay của nó. Và cái phần súng này thì chúng ta có thể gắn vào đuôi. Nó chính là có cái lỗ ở đây. Đây. Chúng ta gắn nó vào thôi. Đó, thì đây là dạng máy bay này. Cái này thì chúng ta có thể dán vào đây, gắn vào đây. Đây. Đó. Hoặc là chúng ta xoay lên như này cho đỡ lộ cũng được. Đó. Thì đây chính là dạng máy bay hoàn chỉnh của Blitzwing Studio Series. Đó, chỉ như vậy thôi. Và thực sự là nó rất là đẹp các bạn nhé. Nó rất là đẹp, cả dạng máy bay, cả dạng robot. Thực sự là rất là đáng tiền để mua con này. Nếu như các bạn nào chơi cái dòng SS này thì chắc chắn không thể bỏ qua cái con Blitzwing này được rồi. Đó. Đó. Rồi. Thì cái con này nó cũng đơn giản thôi, cho mình làm review cũng như là chan khá là nhanh. Thì nói chung là cái mức giá của con này ý, thì mình chia sẻ một chút, nếu như các bạn mua full box thì nó sẽ rất là cao, khá là cao đấy. Còn nếu như các bạn mua notebook đấy, còn tại sao notebook thì chắc các nhiều bạn đã biết rồi, notebook thì nó sẽ có cái giá rẻ hơn nhiều. Đó, thì mình mua cái con này với mức giá là 6x 6x con này. Thì các bạn có thể liên hệ shop Primary Store mình mua con nào đấy, con này ở đó. Và nói chung là số đó cũng khá là uy tín, và có vấn đề gì thì mình đổi hàng rất là đơn giản, báo shop là shop đổi cho. Thực tế con này mình cũng phải đổi một lần, tại vì hàng notebook mà nó cũng sẽ khó tránh được cái việc là lỗi đâu. Nhưng mà quan trọng là shop cư xử rất là tốt đấy, chăm sóc khách hàng rất là tốt, cho nên là mình rất hay mua hàng ở đó. Rồi, thôi tóm lại là clip này mình kết thúc ở đây nha. Mình sẽ sắp tới mình sẽ làm các clip về những cái con op này. Đây, op Toy Hun FM09 FM03, mình đang định là tính là làm một clip so sánh ba cái con đó, tại vì có một số bạn đã hỏi rồi. Rồi, clip mình kết thúc tại đây nha. Bye bye.